À, hôm nay là hello Thúy, hello tất cả mọi bạn nha. Hôm nay là David sẽ muốn muốn cho mấy bạn coi, David sẽ live stream cho mấy bạn coi ba cái màu mới tanh luôn. Salad 78, salad 86 và salad 94 nha. Các bạn thấy chưa? Mùa này là mùa sắp sửa ra, trong mùa này là sửa soạn cho cái salad, cho cái là mấy cái màu này là David ra cho là Vegas Show ha, nó tới salad 100 luôn rồi. Mấy bạn theo dõi nha, salad 78, salad 86 và salad 94 nha mấy bạn. Rồi bây giờ mấy bạn theo dõi. Trước hết David làm thì David sẽ làm là cái bàn tay này thì David sẽ làm bằng form xác. Làm form thì mấy bạn biết rồi, nó cũng rất là dễ làm chứ không có gì hết. Có hai bóp hai cái đuôi lại. Hello No Say, hello Nghi Phạm em trai. Eddie Otis, so pretty. I haven't do anything yet. Okay, here we go. Before do anything, I'm gonna put the forms on. See how this form look. Turn it upside down to see how everything goes. Relax your finger. Okay. Okay. Good. Okay, now we're gonna start doing ombre. I will choose this two color. Hello, Danny em, Tammy Lee. Hello, chào mấy em nha. Đang cho em thèm chút xíu nha, Tammy. Hai cái màu này, hai cái màu mới tên. Hôm nay anh cũng mới bắt đầu, anh mới đưa ra thôi. Thì nè, cho em thấy này, mấy cái màu này thấy chưa? Hai cái màu này, nhìn thấy cái màu này có màu lạ liếc gì không? Ok, mấy bạn chuẩn bị theo dõi nha. Trước hết thì mình sẽ dùng cái cọ là đây, mình sẽ dùng cái cọ là cái cọ số 16. Anh Nghi hiểu Delta nha. Cái gì đó? Hello anh, hello Vicky, hello cái gì Delta là gì theo mình? Cái gì là Delta? Là bây giờ này mấy bạn theo dõi nè. Ok. Trước hết mình đề ba vào thì mình sẽ làm là mình sẽ làm ombre cho mấy bạn coi nha. Thì bây giờ là cái bột cho mấy bạn thấy là để mình đẩy sáng lại cho mình có thể là mình nhìn thấy, mình dễ dàng làm hơn nhiều khi. Rồi đây đó, vậy đó. Rồi cái màu trước tiên là anh sẽ lấy cái màu này trước tiên nha. Mấy em thấy cái màu này không? Thì anh sẽ thả cái màu này nó khoảng chừng như đây thôi. Ok. Sau đó em cho nó, anh đập chỗ này mỏng xuống này. Ok, và anh sẽ vuốt nó xuống ha. Mấy em chú ý là anh sẽ kéo cái màu của anh xuống dưới này. Thì cái màu này là nó wow luôn chứ không phải là wow thường. Tại anh mới làm ra xong, anh đưa nó lên thớt liền, anh chịu không nổi. Nè anh làm thì anh sẽ đưa cái sếp nó vô luôn, anh cho nó gọn lại luôn này. Đó, mấy em thấy chưa? Sau đó anh sẽ chặn cái đầu nó lại nè. Đó, anh sẽ làm cho nó được thiệt là mỏng. Không hiểu, hai cả nhà. Hello nhân duyên em. Layla, you can buy, inbox me. I will show you where to buy. This is a brand new color. It's not available at any store yet. I am just testing it out. This color. It's a brand new color. It's just been released. Ok. Đó, mấy bạn thấy không? Cái màu đó nè. Sau đó mình nhìn qua mình coi một bên coi nó như thế nào. Hello Gia Trương em trai. Khỏe không? Nè. Và kế tiếp là David sẽ đưa cái màu hồng này vào. David sẽ thủ thế ở đằng sau. Và mình sẽ vuốt nó lên ha. Mấy bạn nên nhớ là mình sẽ lúc nào cũng vậy hết. Mình móc từ dưới mình móc lên. Ok. Móc như vậy thì ombre nó mới đẹp nha. Hay mấy bạn thấy chưa? Mình mới vào thôi. Thì cái ombre của mình nó đưa vô một cái là nó đã dính lẹo rồi. Dính lẹo. Mình xài cái từ coi như là nó thiệt luôn á. Mình cũng rất là thích. Cái dính lẹo là cái gọi là ở Việt Nam hồi xưa đó, là ở trong xóm có mấy con chó này dính lẹo. Đâm ra là anh cho hai cái màu này dính lẹo vào với nhau nha. Nó muốn giật ra không giật ra nổi đâu. Thì nó đúng ra là nó đã dính, là dính lẹo chắc chắn rồi, thấy không? Em thấy à? Where you located? Buying something. I'm in Orlando. Tiffany, my brush is number 16.
Verse is number 16. As I slowly, I will go in closer into the cuticles, and I will release it until it reach. It will lay next to my cuticle. I am creating a nice, nice round cuticle, so it helped me. I don't have to do a lot of fouling. Thì mấy bạn thấy không? Hai cái màu này, mấy bạn thấy nó dính lẹo chưa được chưa? Hello Miley em, hello Tôn Đức Đông, Kelly Nail. Kelly Nail, chi số này đã tận Úc rồi à, em hay bán cho khách bên đó làm ai cũng khen. Đúng không em? Đúng rồi, tất nhiên là phải khen rồi, tại vì bột chi số rất là dễ làm mà. Nó vừa đẹp mà nó vừa dẻo. Ok, mấy bạn chờ một chút xíu để mình sẽ dùng cái màu. I need a clear powder. Làm mình làm cái màu clear rất là quan trọng nha mấy bạn. Nó không có màu clear này đó là nhiều khi hai cái dính lẹo này. Nhiều khi nó không có lẹo được mà nó léo luôn. Nhớ là mấy bạn phải cho một chút xíu vào đây ha. Để mấy bạn kéo nó xuống để mình bảo vệ cái màu ombre thiệt là nhẹ nhàng cho cái bộ móng tay của mình. Tiếp tục mấy bạn sẽ lấy một cái củ khác. Màu đẹp lắm em ơi. Màu đẹp thiệt là đẹp, đẹp luôn. Cái gì? Sư phụ xài từ hại não. Đúng rồi, em có biết mà hồi xưa mà ở Việt Nam không? Có biết trong xóm đó thấy mấy con chó nó dính lẹo không? Lúc mình nhỏ mình đi học mình thấy chó dính lẹo không? Mình làm đủ kiểu, mình đứng mình làm đủ kiểu để cho nó khỏi rất dính lẹo mà không dính ra luôn á. Thì đó, thì đây là cái màu này là cái nào anh nói cho em nghe, cái màu là cái màu dính lẹo. mình nói đúng ra là mình vừa ôm ren ha. Mình sẽ ra cố gắng mình làm cho hai cái màu nó trở thành ôm ren. Sau khi nó ôm ren xong đó, nó làm gì thì làm, nó ôm ren rồi bắt buộc nó phải dính lẹo vào với nhau thì anh mới chịu, chứ mà nó không dính lẹo thì nó không có được nha. Đó, giờ mấy em coi này ha, anh sẽ dính lẹo cực kỳ, cực ngược lại nha. Nè, giờ mình đưa màu này xuống dưới nè, thấy chưa? Mình thả cái màu này ngay đây đi nè. Đó, ngay chỗ này thôi nha, thấy không? Đó, sau đó lúc nào cũng vậy hết nè. Đập ngay đây mỏng nè, thấy chưa? Mấy bạn thấy chưa? Mấy em thấy chưa? Kéo nó vô. Đó, thấy không? Đó, mấy em thấy không? Anh làm này, tất cả những gì mà kệ nó, thấy không? Mình mặc kệ thế giới bên ngoài ha. Ở đây là chỉ là cứ nói như vậy này, anh mặc kệ thế giới bên ngoài. Và đang mình đang làm nail cho khách là anh chỉ lo cho mình em thôi. Đó là miễn làm sao là bộ móng tay ra phải là thiệt đẹp và thiệt đều. Đó, sóng gió bên ngoài thì để cho em lo. Ok. Còn thế giới ở ngay đây thì để cho anh lo. Thấy nó ôm vào không? Đó, nó ôm này. Nó ôm từ bên đây nó ôm lại nè, nó ôm từ bên đây nó ôm lại nè, thấy chưa? Sau đó em lấy chấn ngay đầu em đẩy đẩy nhẹ nhẹ cho nó vừa đủ tới khúc đầu đó là em thấy là nó tới đó là em cảm thấy là em ok rồi đó. Đó. Đây là cái shape coffin anh đang đẩy ra cho em. Spain sao order được anh? Bên Spain đó hả? Em order em liên lạc cho gì đó cho Camille đó, chị gửi qua cho em. Anh đang xài cỏ số mấy? Anh cài số 16. Do you pinch your sculpture nail? Yeah, depend. You can. If you can, you can pinch them. You can pinch them like this. If you're gonna, you know, if you want some stamp, you can pinch them. Or let me see if you're gonna be able to do that. Here we go. So you let that pinch in, okay, and you go to the next finger and you start working on the next finger. Let that pinch work by itself. Okay, now I am using another color. Đó, cái màu dính lẹo này nha, hai cái màu dính lẹo này, nó kéo nó xuống này, thấy không, các bạn thấy chưa? Đó, nó đi sát vào cuticle này, không đi sát vào này, đẩy nó ra. Làm gì làm, mấy bạn cứ nên nhớ, mấy bạn cứ đẩy nhẹ nhẹ nó vào ha. Mình đẩy từ từ, okay, không có gì gốc quá hết. Okay. Cái mà nó là đẩy chậm chậm mà đẩy từ từ, nó rất là quan trọng cho mấy em phải hiểu cái công thức đó. Nè, mấy em thấy không, hai cái này, hai cái màu dính lẹo này, thấy chưa? Đó, bây giờ em vuốt tới đây này lại này, mấy em vuốt tới bên này là lại này. Sau đó là mấy em nghiêng cái móng qua một bên, mấy em đưa cái cục bột clear này lên trên đây. Rồi đó. Sau đó mấy em đưa cái cục clear này, mấy em vuốt nó xuống. Ok. Thì hai cái màu dính lẹo này nó thiệt là nó rất là độc đáo nha. Đúng ra là nó dính chắc rồi, không có đường nào gỡ ra hết. Nè, nó thả nó ra. Tại vì nhiều khi em nó hơi cứng rồi đó thì mình thấy nè.
Anh lịch gì mà dẻo vậy sư phụ ơi? Có nặng mùi không liquid hả? Liquid không có nặng mùi nha em, liquid rất là nhẹ nhàng. Đây đây. Còn cái này em pin chiêu thì nó tóm vô quá, nó không có ấy đẹp. Để anh thích để bự bự vậy đi. Đó thì anh dụ sếp lại anh tóm vô này nó làm cái cây này nó cứng quá. Nó cứng, nhiều khi nó cứng quá không tốt được, vừa vừa thôi ha. Yes, I found that pinching the scrub channel will give me a more defined shape. Yeah, it does, but you know, it's for a little bit longer nail, but a little bit short. It's hard to do a little short nails. This one here is a little short, so I'm just gonna leave it. So I later on, because you can pinch in, but I mean it's a little bit short nail. It doesn't give me much room. Okay. Nè, bây giờ là mấy bạn coi vào ngón thứ ba nha. Mình mở mình mới mới mở em ra, xong rồi sau đó mình từ từ mình rờ hai bên đây như này này, là mình từ từ mình mới đút em vào. Khi mình đút em vào mình nhớ là đút cho nó chắc. Nó phải cứng nha và nó chắc nha. Nó lỏng lỏng là nó méo ráng chịu đó nha. Mấy bạn nên nhớ là như vậy. Sau đó mấy em vuốt từ hai bên, em vuốt xuống, vuốt từ ở trên đây vuốt xuống và em đè nó vô. Sau đó em lật ngược nó lên. Em lật ngược nó lên em coi, mấy em coi xem nó có đều hay không đã. Khi mà nó đều rồi thì ok, nó không đều thì mấy em bóp cho thành đều. Đây được sư phụ, mấy anh, mấy chị, mấy cô, mấy bác cứ xong sẽ quay lại. Rồi ok, bye bye em. Nè, tiếp tục lại nè. Cái tay này là anh sẽ dùng cái màu này nha. Đây, cái màu này là cái màu nó hơi lạ lạ nha. Anh bỏ câu này sát vào critical luôn nè. Ok, kéo nó xuống. Bắt đầu mình nghiêng móng xuống nha. Tại vì mình để cho nó chảy mà. Ok. Thấy không? Đó, mấy em thấy chưa? Vuốt nó nha. Kệ nó. Vuốt nó vô. Đẩy nó lên. Thấy không? Đập nó. Đưa nó vào. Đập nó hai bên nè. Ôm nó từ bên đây ôm vào nè. Thấy không? Thấy ôm từ bên đây em ôm nó vào trong. Mấy em ôm từ bên đây em ôm nó vào trong ha. Đó. Vừa ôm vừa vuốt nha. Nhớ là phải biết vuốt ôm ren. Nó mới đẹp được. Vóp vuốt. Bóp vuốt chứ. Nói thành nói ngọc luôn này nè, bắt đầu phải ôm vô này không, ôm từ góc này ôm nó lại này không, ôm từ góc này ôm lại này, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Đó, thấy không? Đợi đập, khi đập thì đập cho nó sát vào. Mấy em đập cho nó sát vào nha, nhớ đập cho nó sát lại. Ok, vuốt nó xuống rồi bắt đầu vuốt xuống này. Đó, vuốt xuống này, thấy chưa? Nè, bây giờ mình coi này. Ok, trên cái cuticle này được chưa? Nó dạ là nó chưa có được. Đâm ra mình cho thêm một cục nữa, mình bỏ lên đánh đó. Mấy em đi dí sát nó vào. Ok, dí sát nó vào. Dí sát nó vào. Dí sát nó vào. Đó, rồi sau đó mấy em vuốt cho thiệt là tròn nha. Nè, sau đó mình vuốt thiệt là tròn nghe, mấy em nghe chưa? Rồi đó, sau đó mình sẽ đẩy. Mình coi xem là nó ok hay không. Không có khách hả chị? Hello trời, hello hello chị Kelly, hello ai? Tí like, giờ sức like rồi nên thôi. Phương Quỳnh, Paula, Erwin, Miley Thạch, Nhân Duyên, công thức bá đạo. Bá đạo không Nhân Duyên? Công thức này là công thức đó, độc đáo mà. Nè, đâm ra anh đi sát thằng này lại chút xíu nữa. Đi sát vào đây chút xíu nữa. Ok, thằng này nó hơi hở xíu đây nè, đi sát lại đây xíu nữa, đó, vuốt cho nó tròn ra nha, đấy, rồi mấy bạn thấy chưa, mình còn thêm một ngón út nữa và thêm ngón cái nữa, tại sao không dùng móng mà phải dùng form, hạnh hồng celery. Đây là sự chọn lựa của một người khách nha em. Mình là một người thợ nail thì mình phải biết hết tất cả. Đây là tại vì người khách người ta thích làm form, thì nếu mà em làm form được thì em làm ha, thì đâm ra anh hướng dẫn cho em đó. Em muốn coi thì em học hỏi ha. Mỗi người khách thì cũng em có nhiều người khách họ thích làm form, nhiều người khách họ thích làm tip. Làm form thì em sẽ có một cái freedom khác hơn. À. Rồi, hello Sabina. Rồi, tiếp tục nè. Và anh sẽ làm ôm lên lại thêm một lần nữa. Là anh sẽ lấy cái màu này.
ok, bạn sẽ thả cục đó vào ngay cái kia, ngay 3/4 của cái móng thôi. Sau khi đó anh mới đập chỗ này thì là mỏng lại nè. Đó, tại vì cái ôm ren mà, cái ôm ren là em phải cho ngay chỗ đó thì là mỏng. À, đó. Rồi sau đó em mới từ từ mới em vuốt. À, vuốt từ từ mới em vuốt lên nha. Nào, ôm nó vào này, thấy không? Ôm nó lại này, thấy không? Đó. Rồi em kéo nó xuống thôi. Mình kéo nó xuống theo cái ý của mình. Mình muốn đi đâu nó đi. Đó. Thì cái form thì nó vậy đó, nó cho mình cái tự do để mình tạo cái structure của nó. Nó cho mình giống là mình muốn làm coffin, tèo ledo, làm shape square, bất cứ shape gì mình có thể mình tự động mình tạo nó lên trên cái form của nó đó. Tại vì nó không phải là giống như là cái tip thì mình phải theo thôi. Cái này anh không có theo. Cái này anh tự do hơn ha. Đó, các bạn thấy chưa? What number? Your brush number 16. Number 16. Adin, hello me to Adina from Vegas. Oh yeah, I'll be in Vegas two weeks from now. Anh cần mua form, xin anh hướng dẫn. Em cần mua order được không anh? Form này đó hả? Em đi vào trong Amazon. Trong Amazon có bán mấy cái này hết nghe em. Cái form này là của công ty Mia Secret. Nếu mà em đi vô Amazon hay là em đi vô eBay á, thì em bấm vào cái chữ sculpture nail forms, không thì em biết là cái công ty Mia Secret nó bán mấy cái form này. Đây này, em thấy cái chữ Mia Secret không? Đó là công ty này nó làm cái form này. Anh rất là thích xài cái form này tại vì nó làm rất là good nè. Sau đó anh thỏa cái này lên đây này, không đưa bấm sát vào cuticle này, thấy giờ mấy em sát không nè, đưa sát vào cuticle nha. Rồi mình kéo nó xuống này. Đó, hai cái màu này, hai cái màu dính lẹo nha mấy bạn. Đó. Nhà mấy bạn thấy là hai khi mà nó dính lẹo luôn, nó không chịu ra nữa. Đó, đó là cái màu dính lẹo nha. Hello anh David, khỏe không anh? Hello Út Huỳnh em. Xin chào anh David, đẹp lắm anh ơi. Hello Hương Nguyễn. Ôm ren hay bóp da trương? Hôm nay là bây giờ ôm ren rồi tính bóp, mà bóp này đái ra quần thôi bỏ. Bóp và đái ra quần thôi bỏ. Không bóp nữa. Nha. Trời ơi, ông sư phụ dạo này nói chuyện cà lâm quá. Tại biết sao anh nói chuyện cà lâm á, tại vì thấy em vô á làm cho anh hơi ro, hơi rung rung, anh cà lâm. biết không vậy. Này bao đó ra nè. Hello gia trương gia. Đây này, sau đó là mấy bạn coi như nó này, mình từ từ này ha, mình coi là mình bóp hai cái đít nó vào. Đấy, hai cái này là hai cái đuôi của nó này, nó kêu hai cái đít, hai cái đuôi. Nè, bắt đầu sau đó mình mới rờ hai bên đây, mình sau khi mình rờ rồi mình mới từ từ mình đút nó vào này, ha. Nhưng mà khi mình đút cái form nó vào đó, mình coi là mình lắc lắc lại mình coi nó vừa, khi mà mình đút vào mình nó cảm thấy nó vừa rồi mấy bạn mới vút nó lên nè. Mấy bạn đẩy hai này sát vào đây rồi mấy bạn kéo thằng này xuống. Mấy bạn giữ như đó. Mấy bạn khi mà mình giữ xong vậy mình thấy là ok rồi thì mình mới là này, mình lấy form nó ra cho mấy bạn coi nè, thấy chưa. Rồi nó gì vậy, nó dry vậy. Okay. Rồi sau này mấy bạn thấy không, nó ôm ren này nó ra giống như vậy thôi, nó rất là bình thường, rất là đơn giản hả. Nói vậy học trò hung thủ độc, em sợ rồi không học nữa, bó tay. Có chuyện gì xảy ra? Anh đã nói em rồi. Ok, học ôm ren là phải học như vậy đó. Ok, bây giờ mấy em coi tay này, anh sẽ ôm ren cái tay này với cái màu này như thế nào. Hai cái màu này, anh sẽ chơi màu tím trước nha. Nè. Nha em thấy không? Mình đẩy màu tím vào đây. Sau đó mình nghiêng nó xuống, mình vuốt từ hai bên đúng không? Mình đè cái khúc này nhẹ nhẹ này, thấy chưa? Ok. Thì mình đè nhẹ đó thì bắt đầu nó chảy nước xuống dưới này, thấy không? Đó, rồi sau đó cứ vuốt đi. Đó, càng vuốt thì nó càng xuống. Nó xuống tới đâu thì mình muốn dừng nó lại đó thì dễ lắm. Này, em lấy cái bụng này, cái cọ này em đẩy nó lên lại đó. Cho nó vừa, sau đó là em đập hai bên này, đập vào này, đập nhẹ nhẹ này, thấy không? Đó, mấy em nhớ phải đập, đập nè, đập và đẩy. À, nhớ, rồi bắt đầu vuốt vô này, thấy không? Mấy em thấy vuốt xuống không? Rồi, vuốt từ từ vuốt xuống dưới đây, lại đẩy lên một chút xíu nữa cho nó lên nó tới đó. Sau đó mình mới chấn nó vào hai góc này, thấy không? Mình cứ tấn công từ hai bên, mình tấn một công vào giữa nha. Tại vì ở giữa là cái điểm cần phải để là nó u lên ha.
thì nó u lên, cái điểm ở dưới nó u lên, nó nhìn thì nó mới đẹp ha. Đó, em cứ nhớ là ở giữa nó phải u lên. Đó, này nó đập từ hai bên đập vào, hai bên này nó nhỏ nhỏ thôi, không cần cứ u lên. U là ở ngay giữa. Muốn coi cái gì? Xuống dưới là sao chứ? Mấy em không có hiểu này này, lúc nãy không thấy chảy nước xuống dưới sao? Đó, anh chặn nó lại rồi này không? Nó chảy, à, lúc mà để xuống thì nó chảy thiệt. Anh mới chặn nó vô nè. Cho giờ anh chặn nó vô rồi anh mới cho cái màu khác vào đây. Này, anh đưa cái màu này vào đây nè. Wow, cái màu này với cái màu này hình như là nó hơi dính lẹo, hơi chắc đó nha. Hả hả Gia Trương, em có thấy hai cái màu này em nghĩ là dính lẹo được không? À đó, hai cái màu này anh mới bỏ vô hình như là anh thấy nó hơi dính lẹo, hơi chắc nữa. Coi lại này, lấy thêm một cục nữa này, mình để sát vào cái đi cầu ha, sau đó mình nghiêng cái móng xuống đó, mình đẩy nó sát vào đây. Thấy chưa mấy bạn, thấy chưa mấy anh em chị em, bà con chú bác cùng bà, nó đẩy sát nó vào nha. Đó, làm gì làm, đẩy sát nó vào đó, rồi sau khi mấy em đó, mấy em vuốt từ bên trong vuốt ra ngoài, vuốt gì thì vuốt ở giữa cho nó u u lên, nhờ cái khúc u ở dưới đó mà nó chắc móng tay của mình lắm mà ha, chắc như là cua vậy đó ha. chắc như là cua chắc vậy đó. Gặp cái mùa cua lét thì thấy mẹ luôn. Đó, thấy không, nó ôm ren được rồi thì đúng không, thôi kệ nó ôm ren cho nó xíu xíu, cho nó ren xíu như thế này luôn đi. Sau khi đó là trước khi nó đó đâu ra đó rồi đó, mấy bạn nên nhớ bỏ miếng bột clear vào đây rồi mấy bạn vuốt nó xuống ha, mấy em chị em vuốt xuống giùm cho David nha. Sau đó mình vuốt từ hai bên, mình vuốt vào, mình để là hoan hô, nước đâu ra mà chảy quang miếng nước là từ trong đây nè, nước là liquid đó. Trời ơi khổ ghê chứ mấy em này, không biết đi học neo mà anh đã nói nước mà không biết gì trơn. À, màu số mấy vậy anh, cái kinh ngô màu này hả, màu này màu số mới nè, em thấy không, cái này chút xíu nữa anh làm anh sẽ tính sau. Oh, California, ok. Rodriguez, nhân Gia Trương, em làm ơn em dục em dịch giùm cho anh á, là dục nhân duyên mới lại cho anh là em phở dân dài. anh gì anh diễn dạy mà em muốn khóc luôn. Có gì khóc, nói làm gì thì làm, mình vuốt từ hai bên, mình vuốt vào ngay giữa, mình để cho cái khúc giữa nó u lên à, nhưng mà cứ để cho nước nó chảy xuống à, cái đó là cái mà rất là quan trọng khi mình làm đó nè. Thấy không, này nước này cứ để này, cứ để tự nhiên, thấy không, vuốt nó này, thấy không đó, mình quét trước khi mình làm nó, mình phải quét cho nó ra nó chút xíu nước như vậy đây này, nhưng mà đừng để một hồi nó sẽ khô nha mấy bạn, đừng có lo à, cái này là cái primer thôi chứ không có gì hết. Mấy bạn nên biết là chỉ có là cái primer thôi, nhưng mà mình đi học mà mình phải xài những cái từ như vậy mình học mình mới nhớ chứ, thường thường mà anh nói thẳng quá là bảo đảm mấy em quên hết rồi. Nó đúng ra là mấy em là vô đây là biết rồi, thấy không? Bóp này, thấy không? Bóp không? Bóp từ hai bên, bóp vào ngay khúc dưới là bóp chặt lại cái. Không có nước nuôi không làm được. Đúng rồi Nguyễn Linh. Em nói thiệt với em á, em sẽ soạn em ra trường rồi đó, lơ mơ anh cấp bằng cho em luôn ngay bây giờ. À Linh. À, lơ mơ anh cấp bằng cho em luôn rồi đó. Thấy không? Mấy em kia coi như là học hỏi lại cái bé gì mới trả lời cho anh á. Nhớ nghe không? Bé đó mới vào anh lần đầu tiên anh thấy mà đã có cái bộ mà học có tiến bộ rồi đó. Nghe không Gia Trương, để ý nha Gia Trương. Làm sao bạn mới làm được. Đúng rồi, học vậy mới hung thủ, mới hứng thú, đúng rồi. Đó, học vậy mới hứng thú. Thì lúc anh ở Cali làm show ở Spa Cinet Live Rosemith chưa kịp gặp anh. Rất tiếc mọi người thích anh nói chuyện và thầy dạy anh em thật giỏi. Thấy chưa, Út Huỳnh không, có nhiều người nói anh đúng không? Học là phải như vậy ha, mình phải biết cách vuốt, mình phải biết cách ôm, mà vuốt phải biết ôm thì mới ra được cái ôm rên nó đẹp, thật đẹp. À, bây giờ mình chuẩn bị lại nè, mấy bạn chú ý nha. À, trước hết là mình sẽ cho cái màu này lên nè, à, một cái màu thiệt là dễ thương ha. Sau khi đó mình thả cái màu nó xuống ngay đây nè, à, khi mình thả nó xuống thì cứ để cho nó chảy xuống. À, mình lo cái chỗ ngay giữa này đi, à, không còn là dưới nó cứ chảy, sau nó chảy ha, nó chảy một hồi thì nó hết nước thì nó đứng lại thôi, có gì đâu lo. Sau khi nó chảy xuống là mấy bạn vuốt nó vào này, thấy không? Đó, thấy chưa? Thấy không? Mấy em vuốt không? Đó, mấy anh vuốt này. Đó, anh vuốt rồi anh chấn này. À, anh chấn á, vuốt rồi anh chấn á, thấy chưa? Anh chấn nó vô này. Chấn nó vô này, thấy chưa? Rồi anh lại vuốt nữa. Nhưng mà nhớ làm sao vuốt
mem vuốt là vuốt từ hai bên vuốt vào, vuốt để ngay giữa cho nó u lên nè, vuốt xuống xíu nữa này, đi vuốt xuống xíu nữa rồi mình tính sau này, vuốt xuống nữa nè, vuốt nó vô, vuốt nó vô rồi mình chấn ngay đây cho này, nó cho nó đưa lên lại này, hay không đó, làm như thế làm mấy em cho ngay giữa nó u lên giùm cho anh ha, nó u lên như vậy thì nó mới, nó thấy được cái u nó mới đẹp mà. Con gì nó con rùa nó có cái mu phải không, thì móng tay mình có cái u à, hiểu chưa? Con rùa nó nhờ nó đẹp cái mu, nhưng mà con rùa giờ tháo mu ra số quắc à, nó không có gì hết trơn á, em hiểu không? Đó, cái móng tay này cũng vậy, nó phải nhờ cái u, nó cái u nó có đẹp. Hello Hương Nguyên. Nè, mấy bạn thấy không? Thấy không? Đẩy vô bên này vô cái này, đẩy bên này vô cái này, chấn nó vô cái rồi khi mà thấy nó u lên, nó thấy cái cục này u lên đúng không? Rồi khi em u lên rồi thì bây giờ mình cho thêm cục nữa. À, cục này ngay đây nè, đó nhẹ nhàng ngay đó ha, đẩy sát vào cái đi cổ nha. Rồi sau cái đây em vuốt nó xuống lên đây này, vuốt nó vào đó. Thấy không? Anh đã nói rồi, con rùa nó đẹp nhờ cái mu, móng tay nhờ đẹp cái u. À, móng tay em không có cái u đâu có đẹp được. Đó, cái quan trọng nhất là cái u. Nè, thấy em đẩy nó vào rồi, mình kéo nó xuống là chờ cái u ngay giữa này. Đó, là thấy không? Nó lạnh. Là hai cái màu màu dính, hai cái màu dính lẹo này ha. Đưa vô cái dính lẹo liền. Đó. Em thấy không? Em thấy dính lẹo chưa? Thấy u rồi, nhét vô. Nè, thấy không? Bây giờ em đưa, bây giờ cho em nó nằm ngang. Thì khi mà em nó nằm ngang thì em mới thấy được cái u của nó ngay đây này, thấy em thấy chưa? Nó từ dưới đây nó đi ra, nó ngay kia cái u là kiểu như cái mu vậy đó. Đó. Đưa nó vào. Sau khi nó cái u cái mu nó đầy đủ rồi đó, mấy em cho cái cục clear lên đây để mình bảo vệ cái ombre của mình, tại vì cái ombre của mình nó nhiều khi nó chưa tới mùi, nó chưa chín mùi, là mình để cái là nó bay vũ bay hết mất cái u, mất cái mu và luôn cả luôn tiện cả cái ombre của mình nữa, thấy không? Đẩy đẩy vậy đập. Con rùa thì có cái mu, con bò thì cái u. Trên hàng ông nói rồi, em đâu không nói con bò ông này nha, anh nói là cái con rùa nó phải có cái mu. Ok, cái móng tay của mình phải có cái u. Em hiểu chưa? Mấy em hiểu là có một em nào lúc nãy nhớ anh nhắc là em đó ra trường rồi đó. Mà em đó là coi như là mới vô học ngày đầu tiên mà chưa cái gì đó anh đã cho ra trường rồi. Nè bây giờ tiếp tục mình bóp dưới hai cái này này lại này, theo em không? Bóp ngay đây lại này ha. Đó, sau đó em mới xé cái thằng này ra như vậy. Sau đó mấy em phải canh me ha, mình canh me, mình cầm móng tay lên mình canh coi nó nằm về hướng vị trí nào. Nó ok thì mình mới nhét nó vào. À, cái ngón này mình mới rờ, mình coi giữ hai bên này, mình đưa em này vào, mình mới nhét nè vào đây. Sau khi em nhét nó vào rồi em mới nhấn đó ngay đó. Mấy em thấy chưa? Rồi. Sau đó mấy em mới mấy con này ăn vuốt này. Anh mới vuốt nhẹ ngay đây cái này, mình đè đây nè. Sau đó anh mới coi lại là coi cái là cái bắt đầu anh coi là cái hướng nó đi đều hay chưa. Nó ok rồi bắt đầu anh mới ôm ren cho anh mới làm cho nó này. Này, qua bên đây này. Này. Anh sẽ dùng cái màu này, là cái màu này thì anh sẽ dùng nó luôn chứ anh không có nè, men coi này. Anh sẽ thả này, cục này ngay đây này. Thả ngay đó. Nè. Sau đó anh đẩy sát vào đây này. Thấy không? Đẩy sát nó vào này, thấy không? Đó. Rồi men vuốt nó vào này, thấy không? Thấy anh cậy nó, anh kéo nó xuống không? Vuốt nó hé xuống dưới giùm cho anh. Vuốt nó xuống, nó chạy mặc kệ nó, nước nó chạy mặc kệ nó. Ok, đừng có lo. Nó chạy hồi nó hết à, phải không? Đó. À, bắt đầu em kéo nó xuống giùm cho anh ha. Em kéo nó xuống thiệt là sâu. Rồi, đẩy nó lên cho anh. À, khi mà mình kéo nó xuống, mình đẩy lên, nó sẽ có độ dày cho mình thôi. Rồi bắt đầu mình mới ôm từ chỗ này ôm lại nè. Mình ôm từ chỗ này ôm lại nè, thấy chưa? Mấy em thấy không? Ôm như thế nào? Rồi mấy em vuốt. Mình vừa ôm, mình vừa vuốt nha. Đừng có quên, tại vì mấy em ôm mà không vuốt là không có được, bắt buộc phải vuốt. À, vuốt nó vào, vừa vuốt mà vừa đẩy nó nha, chứ không phải là không đâu đó. Rất là nhiều, nó là nhiều khi nó nhiều cái động tác làm một lúc lắm. Hello. Hello Tammy, hello Nhân Duyên. Trời ơi, tụi em đang học cái gì vậy trời? Hello Quang, khỏe không em? Bước đi để em nằm ngang. U cái mùi, tôi yêu cầu anh David nói rõ hơn. Trời ơi, thạch đen ơi, em không hiểu gì hết trơn à. Cái móng tay người ta là phải có cái u, không? Anh đã nói rồi, con rùa nó có cái mu. À, bây giờ con rùa mà em tháo cái mu ra là sao giống con rùa được, không biết cái gì trên đó có gì đẹp đâu. Con rùa nó nhờ đẹp á, là nó khiến cái lăng, nó cái hoa văn nằm trên cái u. À quên, xin lỗi, hoa văn nằm trên cái mu. À, cái mu con rùa. À, còn cái móng tay của mình, nó mình phải cần có cái độ u. Độ u đó thì nó làm cho bộ móng tay của mình nó sẽ sắc sảo mà đẹp hơn.
Chờ đét ơi là đét. Vậy thôi đó, không có gì hết. À, rất là đơn giản. Bài học thì là bài học ABC. Nè, bây giờ mày vuốt vô lại nữa nè mấy bạn thấy không? Vuốt vô lại nữa nè, thấy chưa? Đó. Sau đó vuốt qua vuốt lại và mình nhìn ngang qua. Mình coi cái U đang nằm ở đâu. À, cái U nó nằm ở ngay chỗ này là đúng nhất. À, cái chỗ mà nó bị gãy là cái chỗ U đó. Hiểu chưa mấy em, hiểu chưa? Ok. See now the U is here. That's where the breaking point. Sau đó anh bỏ một chút xíu bột ở ngay đây, anh bảo vệ chút xíu thôi, anh kéo nó xuống cho nó xong. Ok. Rồi anh sẽ qua ngón tay tiếp. Ok, cái ngón này thì cái móng này nó hơi đi về sáo về đây đúng không? Thì phải chỉnh qua bên đây. À, cái đó là một cái coi như là mình phải biết cách bóp. Mình phải biết cách này, sau đó mình bóp hai thằng này vào. Nè, mình nhấn nó ngay đầu ngay đây một cái, mình bóp thằng đó vào ha. Hello Phương Lê em. Rồi. Bye, thank you. Sau đó mình mới coi cái tay của người khách này này, mình mới đút cái thằng 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 form này vào này. Ok. Sau khi mình đút vào đó, ok, mình mới giữ cái thế giống như bên đây cho mình coi coi nó có thẳng không. Rồi ok, nó thẳng rồi đó, bắt đầu mình mới anh da nó, mình mới vuốt từ bên này, mình vuốt nó vào ha. Sau đó mình đẩy đây cho nó chắc thì là chắc lại. Ok. Hello Mary Rowena. Rồi Lý Tấn Kiệt, hello Lý Tấn Kiệt em. Và bên em chú ý lại này nha, sửa soạn ôm rên thêm một lần nữa. Lần này là anh sẽ cho cái màu này đi trước, màu hồng nó sẽ cho đi trước này. Ok, thấy màu hồng không? Sau đó là em để cái cục đó ở đây. Ok, rồi em để cho bao nhiêu nó chảy xuống dưới đi, có nước nó chảy đó, chảy kệ nó, mình lo ngay chỗ này cái đó. Thấy chưa, mình thấy anh lo chỗ này trước không? Rồi, nó chảy xuống bao nhiêu mà kệ nó đúng không? Rồi, nó chảy thì mình vuốt thôi nè, vuốt nó vô lại này thấy không? Em thấy không, vuốt nó vô lại này đó, vuốt từ bên này vuốt vô, thấy chưa, vuốt cho nó xuống dưới luôn, vuốt từ hai bên vuốt vào này thấy không? Rồi đó, hai bên mấy em vuốt vào giữa cho anh. Nhớ là làm sao thì làm. Hôm nay là học bài, hôm nay là học bài cái u là cái điểm chính của ngày hôm nay, anh đang hướng dẫn cho mấy em. Cái u nó nằm ở đâu? À, mấy em biết là cái u nó nằm ở đâu? Cái mu con rùa là em biết nằm ở đâu rồi, phải không? Nằm trên lưng đúng không? Rồi cái đó là chính xác rồi. Cái đó mà con rùa mà tháo cái mu ra là chỉ có một cái lưng, không có một cái gì hết, rất là xấu, không có đẹp ha. Bộ móng tay của mình cũng vậy, mình ráng mình kiếm cái u, mình đẩy lên này không, đẩy tới nơi này không, ôm nó lại này không, ôm từ đây này, ôm từ ngay đây nữa này, thấy chưa? Đó, sau cái đó mình đè ngang, mình coi cái u nó nằm ở cao ở chỗ nào này. Hiểu quá trời, thấy không? Con này đẩy nó xuống rồi vuốt nó xuống tiếp tục này mấy em này không. Sau đó này em mới lấy cái màu này là màu 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 một cái màu này nè, em mới thả ngay đây này, em kéo nó xuống cho anh này, vuốt nó xuống này đó, để ngay đây sát vào cái cô này, mấy em kéo nó xuống cho anh này đó, vuốt nó xuống đó. Đó, hai cái màu này, hai màu dính lẹo cho mấy bạn và mấy anh chị đó. Thì mấy bạn mấy anh chị có để ý này theo hai màu đưa vô dính lẹo lên. À, cái quan trọng là cái màu nó phải dính lẹo với nhau đó. Cái màu này anh nhớ hồi xưa cái từ mà dính lẹo với nhau là anh nói cho em nghe hồi còn nhỏ ở Việt Nam trong xóm á, mình thấy mình thấy mấy con chó nó dính lẹo á. Đó, nó gặp nhau dính lẹo rút không ra, thấy không? Thấy hai cái màu này dính lẹo rất là độc đáo, hôm nay học hiểu chết liền. À, em học là phải chú ý nha, nói học bài là phải chú ý. Em rất là dở. Lý à, anh vẫn khỏe không, lâu rồi không xem anh, đẹp quá anh ơi, thích lắm. Lý Tấn Kiệt cảm ơn em nha, thấy không? Mấy em thấy giờ em trai Lý Tấn Kiệt nói là rất là đẹp và học hỏi rất là hay. Chị có chị Gia Trương em thấy sao em? Em thấy là anh dạy là anh làm gì vậy? Anh làm ôm rên em. Hello Leila, Candice, Ariela, Kumusta. Tập trung nha. Hello Nguyễn Linh, em đúng rồi. Eo đúng rồi, anh nhớ rồi, em Nguyễn Linh là ra trường rồi đó. Em Nguyễn Linh này là hôm nay là anh cho em ra trường rồi. Em lúc nãy em vô em chơi dùm câu là anh biết là em khá rồi đó. Em khỏi phải học thêm nữa. Em đủ hiểu được cái công thức nó như thế nào rồi. Anh Nguyễn, hôm nay dễ điên lắm anh ơi. Nguyễn Linh hả? Lúc này dễ điên lắm mà, sao bị làm gì điên, là mới thấy ok lắm mà làm gì đã điên rồi. À, bây giờ mình coi lại ngón này, không biết thấy ba ngón không, bây giờ mình phải làm sao mà ba ngón nó phải đi chung với nhau, ngón này đó mà đều. Rồi bây giờ mình mới đưa em này vô đây này, coi này, xé nó ra, mình xé nó ra như vậy. Nguyễn Linh em là em kế anh rồi đó. Kế không được, anh nói em rồi, anh cho em ra trường rồi em kế anh rồi được. À, sau đó là mình nhìn này, nó thẳng ha, sau khi nó thẳng được đâu ra đó rồi mấy em mới
em vuốt từ dưới vuốt lên trên nha, vuốt từ dưới này vuốt lên trên này, mà vừa vuốt mà vừa bóp nha, chứ không phải là vuốt không đâu. Nếu mà vuốt không là nó không, nó bung ra đó, phải bóp cho nó mới cứng lại mới được. Đó, mấy em mới coi lại này, mấy con nó cái móng tay nó đi đều đều với nhau, chứ khi nó đều rồi thì ok, bắt đầu em mới làm chiếc. Hello chú ở đâu hả? Hello chú ở bên USA đó, anh là chú gần Tây á, chú bia cho có biết, có nghe qua Tây chưa? Cháu Tây là Tây, nó Việt Nam mình hay kêu là Tây Ninh á. Em lại kết anh rồi, miễn lên ha, em đừng có kết, là kết bị bạ ráng chết ráng chịu, anh biết là bao nhiêu chim lẻ tẻ bị rớt rồi, em đừng có kết. Kết hồi nó, anh nói là anh làm on rain dính lẹo có làm chết luôn. À, nghe nghe ông Nguyễn Linh. À, bây giờ tiếp tục mày ha. Cục thứ hai nè, lấy cái màu này nè, thấy không, mình sẽ thả nó, cứ lúc làm để thả 2/3 của cái móng. À, sau khi em thả em thả lỏng nó đi, cứ buông nó ra, kệ nó, thả lỏng ra, nó rớt gì nó rớt, nó chạy gì chạy, nó chạy xuống dưới thì lát chạy gì nó cũng nằm hết xuống dưới thôi. Sau đó mình mới lo, mới lo khúc dưới sau, mình chấn bên này vô như vậy nè, chấn bên này vô như vậy đó, thấy không. Mình em đẩy cái này lên, em mới đập nó, mấy em đập nó, rồi mấy em đập, mấy em đưa nó vào, đập nó, thấy không, cái màu nó rất là dễ thương, dễ chịu lắm. Cái bột nó thiệt là nó dẻo, nó rất là dễ dàng, nó rất là nghe lời mình nói sao nó nghe lời như vậy, chứ không phải giống như là mấy em mà có bạn trai hay là mấy anh mà có bạn gái nói nó không có nghe. À, bây giờ cái bột của mình nó khác hoàn toàn. À, bột của mình nó rất là chịu nghe lời, nên đâm ra là nhiều khi mình cảm thấy mình thương bột hơn thương ghẻ. Người mà dính leo chắc ngon. Em gì, em Thanh Lan gì, em Thanh Lan Bùi ơi, đâu biết được em. Lúc này anh chưa biết được, tại vì có thể là chưa biết là chuyện gì nó sẽ xảy ra ha. Nhưng mà anh thì anh chỉ biết là nó dính lẹo, hai cái màu nó gặp nhau là nó dính lẹo thôi. Angela Michelle, you can contact inbox me and I show you where to get them. Hello Hannah Goy. Người mà dính lẹo chắc ngon. Giờ anh biết ngon này. Anh biết ngon hay là anh biết ra sao đó. Không biết tiêu tán đường luôn chứ ngon lành gì. Lúc mất công là mất đông, mất công là chúng nó ném đá nữa là anh không biết được em đỡ nữa ở đó mà đặt ngon hay không ngon. Thôi đừng có ham nha, tắp bột dính lẹo thôi chứ mấy em đừng có cho mà. Nào, thấy không, cái hai cục bột dính lẹo này nè, nó đưa nó vào nó dính lên này, không đó, mấy em click cục thứ hai nha, sau đó thả trên này ra. À, rồi bây giờ mình đẩy cho nó sát vào trong này, không nhớ đẩy sát vào, mình đừng cho nó đụng nhau nha, đụng nhau là không được đâu đó, nhớ là phải đẩy cho nó sát vào thôi. À, mấy em thấy hai cái màu nó ôm lại với nhau chưa đó, cái màu này nó gọi là màu ôm ren đó, mà nếu mà là không ôm ren thì nó ôm gì nữa đây. À, thấy chưa em, hút ôm ren không, nhớ là tìm một chỗ cu, chỗ u. Anh ở lên đồ đúng rồi, anh ở lên đồ đắp kiểu này có dễ bị gãy hơn đắp thiết không? Không em, nó rất là khó gãy vì lý do đó. Anh nói cho em nghe, cái móng của anh nó có cái u, à nó giống như con rùa nó có cái mu đó, em biết cái mu con rùa mà, con sư tử mà còn cánh chưa được cái mu con rùa nữa, thì anh nghĩ làm sao mà cái móng của anh nó u như vậy, làm sao mà gãy. À, thấy không em, nghe em hiểu nói chưa, em biết cái con rùa ở ngoài sa mạc đó, nó nhờ cái mu của nó đó mà nó đi hết nguyên một cái sa mạc, mà em biết là sư tử là hà bá gọi là chúa của sa mạc luôn, không làm gì được con, không làm gì con được con rùa hết, là vì con rùa nó có cái mù. Thấy chưa, đâm ra cái mù nó rất là chắc. À, em hiểu anh nói không, cái mù chắc cứng chắc luôn. Vậy cái móng tay của anh nó có cái u, à cái u của nó nằm ở đâu, cái u của nó nằm ở đây này, em thấy chưa, cái u của nó nằm ngay chỗ gãy, thì làm sao mà em gãy nó được, làm sao mà em được. Bây giờ sư tử cắn không ăn thua gì hết nha. À, con người cũng có vẻ Nguyễn Linh có gì em, thì em tên gì vậy anh, ác nguyên tiệm anh hả? Tiệm anh tên là Nail Spa. Anh một năm một ngày, một tuần anh làm đây, một tháng anh làm chỉ 1-2 ngày thôi, chứ còn anh đi làm sâu mà anh ít khi nào đây lắm. Rồi bây giờ còn ngón cuối cái là ngón cuối cùng nha, với bạn và mấy anh chị. Rồi sau đó mình sẽ tìm cái u. À, có người cũng có luôn đó hả? Ừ, anh chưa thấy, không biết bữa nào anh chỉ cho em coi, em chỉ cho anh coi chứ quên cái u. À, cái u chắc là trên đầu chắc à. Nên sau đó mấy em coi nè, mấy em bóp hai chữ này lại nè. À, đây thấy bóp lại không, bóp lại rồi mày mới xé em này ra,
Rồi mấy em mình mới coi này, mình canh me này, cái ngón tay người ta như vậy nè, từ 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 thôi không học nữa, học nail hay nào quá. Trời ơi cái em gì đó, cái em nhân duyên ơi. Em á nó thịt mấy em á, em dở quá. Ok, em không biết chừng nào anh mới cho em ra trường nữa. À, nó chỉ có hai chỗ thôi, nó có hai chỗ u, cái chỗ u là ngay đây nè đó, thì anh nói giống như là con rùa nó có cái mu, nail mình có cái u. Học như vậy mà em học không được nữa, anh bó tay em luôn. Ok, bây giờ coi lại nè nha, bây giờ anh sẽ lấy màu này. Ok, này anh sẽ thả cái màu này ngay đây đó, rồi anh để cho nó chạy xuống dưới này. Em thấy nước dưới này bắt đầu chạy không? Đó, nó chạy là kệ nó, mình cứ vuốt ở đây kia đã, nó chạy đâu nó chạy, thấy chưa? Này vuốt nó xuống này, thấy chưa? Ở dưới nó vẫn chạy đúng không? Thì em cứ chạy đi rồi mình sẽ đưa vô lại nè, bắt đầu mình đưa nó lên. Trời ơi có gì đâu này, bắt đầu mình đẩy vô nè, đẩy bên này vô nữa này, thấy không? Đập nhẹ nhẹ này, vừa đẩy vừa đập này, thấy không? Thấy không? Đập cho nó thon lại, thấy không? Mấy em thấy không? Đập cho thon lại này, đập cho thon lại, thấy không? Đó, đập em mới đưa này lên này, thấy không? Đó, thấy bạn thấy không? Từ cái xếp mình nó ra rồi, thấy không? Này con này vuốt từ hai bên này, vuốt lại này, vuốt này đó, thấy không? Vuốt xuống, vuốt từ đây bên vuốt vào này, thấy chưa? Ok, vuốt từ bên đây vuốt vào này, em thấy không? Đó, đẩy lên trên này, đẩy lên trên, đẩy lên trên, đẩy lên trên này, thấy không? Này đang kéo vô này, đó, em thấy không? Đang vuốt vào, tiếp tục đẩy nữa, thấy không? Vừa đẩy vừa vuốt ha, để cho khi nào mà nó cái móng của mình cảm thấy nó đều, nó vừa rồi thì lúc đó mấy em dừng lại. Này thấy chưa? Đó, không? Nó ra này, thấy không? Nó đang ngon lành này, không? Anh giỏi quá, đẹp quá, cảm ơn em. Cảm ơn em, mấy em nếu đắp thường cũng đắp được hai cục hả anh? Đúng rồi em, anh nói cho mấy em nghe này, có nhiều em mới vào nghề đó, mình không có khả năng đắp một cục, đúng không? Đắp một cục nó khó quá, nó khô ảo quá, làm được thì mấy em đắp hai cục đi, thấy không? Đắp hai cục như anh đắp nè, nè sau đó anh lại đây nên vuốt nó xuống này, thấy chưa? Đó, để sát vào nè, khi đó anh đẩy sát vào đây nè, anh mới vuốt xuống này, thấy chưa? Mấy em thấy chưa? Đẩy sát vào vuốt, đẩy sát vào vuốt, đó, đó, đó là một cái lớp đầu tiên nha, là mình clean sạch đi nè, mấy em thấy chưa? Thấy không? Hai cái màu này, hai màu dính lẹo nè, nè, cục màu thứ hai này em thả ngay đây cho anh, rồi đó, em đẩy sát nó vào, nè, đẩy sát vào, đó, mấy em vuốt nó xuống giùm cho anh nha, nè, vuốt từ bên này vuốt vô, vuốt từ bên này vuốt vào, thấy chưa? Thấy chưa? Clean ngay cuticle cho nó sạch này, mấy em thấy không? Đó. Trở lại nè, lấy thêm một chút xíu nữa này, mình thả ngay đây, mình cho nó vuốt cho nó xuống tới nơi cho nó dính luôn. Đó. Thì nó sẽ ra hai cái màu dính lẹo cho mấy em, ok? Lại dính lẹo. Đó, anh Nguyễn đúng không? Mua bột này ở đâu vậy? Anh mua bột này. Hello hello Tony Lee, Tony em. Em nãy giờ em ở đâu à Tony? Anh đang dạy cho tất cả mọi người đang học cái ôm ren. Tammy, nhân duyên rồi mấy đứa nó đang học trong đây nè. Nãy giờ em đi đâu em không thấy anh vô. Đó, anh đang hướng dẫn cho mấy đứa làm cái bột dính lẹo. Cái bột dính lẹo thì là đẹp luôn á. Ơi, sao bây giờ anh sẽ lật ngược lên cái bột này lên cho mấy em coi cái hũ bột là gì nha. Cái gì mà vuốt rồi dính rồi đinh. Rồi đúng rồi em. À, mấy em coi nè, hai cái màu này là cái màu anh mới xử xong. Nghe chị cười đâu. Hello Miley em. Em cười gì, em kêu con trai nhỏ ra danh dài ra đây cho anh. Nó đâu rồi? Sáng giờ mấy ngày hôm nay nó làm tới đâu rồi? À. Tammy cho đón anh David nha. Sớm giờ em làm. Ồ vậy hả, sớm giờ em làm phải không? Ok thôi ráng hốt đi nha. Rồi sau đó anh sẽ cắt cái này qua một bên. À, mấy em thấy anh cất trong bên rồi đó, là cái màu đây là ba cái màu mới anh giới thiệu cho mấy em luôn nha. Bây cái này hoàn toàn mới hết. Đó, app nhân viên em mua ở đâu hả? Thì bây giờ em inbox cho anh đi, anh chỉ chỗ em mua ha. Rồi để cái này qua một bên, sau đó. Rồi bây giờ mình chờ mấy bạn chờ chút xíu, mình xong rồi. Here boy, very good now. Ok, very good. Hello Lê, hello Mary Nguyễn, khỏe không em? Hello Lê Ngọc Dung, Nguyễn Nguyễn, ok mấy bạn chờ nha. Bây giờ anh coi như là anh xong rồi, anh sẽ vũa xếp nè. Ok. Nè, ở dưới nè. Đó, giữa hai dưới đây. Nó thẳng ra, thấy ở trong này. Ồ, con trai không thấy. Ở trong này nó mọc, từ chỗ này nó mọc đi ra, nó phải thẳng như vậy này. Đó, cái thẳng nó là cái đẹp đó.
Ok. Nè, ôm ôm từ bên đây ôm vào này, ok. Này nó smooth hơn này. Đây. À, mấy bạn thấy không, mình ôm từ bên đây ôm vào này, thấy không? Đó. À, ôm này, ôm góp này, ôm nó vào này, nó cho nó tròn cho nó đẹp này. Ok. Rồi vuốt từ bên đây vuốt xuống. Ok. Mấy em thấy không? Này qua bên đây tiếp tục này. Vuốt cái này cho nó tròn này, đúng không? Nè, vuốt đây nó cho nó vô này, không? Làm gì làm, nhớ là nhớ mình vuốt, đừng vuốt mất cái u của mình đi nha. Cái u là cái chỗ cao đó, cái đó là chỗ u đó, cái đó là nó giống là cái mu con rùa đó, ha. Cái đẹp của nó nằm ngay chỗ đó đó, nhớ ha. Con rùa mà tháo mu ra là không thành con rùa nữa đâu. I'm doing centipede. Hello mẹ. Mẹ đừng biết em có gì vậy? Lạ không? Thấy vũa không? Vũa là hai bên này, vũa nó vào nè, thấy chưa? Đó. Ok, vũa từ hai bên này vũa vào nè, vuốt nó xuống nha. Này, tiếp tục mình qua bên đây này, mình vũa hai cái đường này cong nè. Ôm nó lại nè, thấy không? Ôm lại ngay đây này, không? Vuốt từ hai bên này vuốt vào này, không? Ở giữa để yên ha. Tại vì mình muốn ở dưới nó có cái độ, có cái mu nó cong lên đó, nó mới đẹp được, thấy không? Đó. Dưới này thẳng này, thấy chưa? Mình đẩy cho nó tròn nha mấy bạn. Đó. Mình đẩy cho nó tròn ngay đây này, đó. Nó nhẹ nhẹ không? Đi cho nó cong lại mấy bạn, thấy chưa? Cứ chỗ có mù là đẹp hả anh? Đúng rồi Jimmy Huỳnh, em hay lắm, mà hay luôn. Tại anh David cứ u mù đến lèo Facebook nghe chưa? Cô đi. Anh dạy dễ hiểu lắm mà, đúng không? Anh nói rồi. Làm nail phải có cái u. Con rùa nó có cái mù. À, cái u thì nó nhờ cái u nó mới đẹp được, phải không? À, cái u của em là nằm ở ngay chỗ này nè. Đó, ngay chỗ này là cái u này, em thấy cái nó cong, thấy nó cong không? Mấy em để ý nè, mấy em thấy cái cong không? Đó, cái u nằm ở đây này. Đó. Không có gì là hết, anh có gì lạ không? Anh hả? À, có chứ, hôm nay anh đang học được một bài. Hôm nay anh đang huấn luyện dạy. Anh đang huấn luyện làm cho nó u. Đó. Thì hôm nay, bằng ngày hôm nay là bài học của mình là bài học u. Nhé. Yeah. Những em nào mà, có nhiều em ra trường lắm rồi đó. Anh thấy là có, anh coi là anh cho ra trường hết luôn rồi đó. Một số... Này, vô lại này ha. Thấy chưa? Rồi, thì tiếp tục này, hai cái màu này ha. Anh, tại vì anh làm hai cái màu là hai cái màu dính lèo. Nè. Chịu không nổi rồi Tam ơi. Sao em chịu không nổi vậy? Hello Thảo em. Em anh ơi, anh cầm bảo run tay quá. Anh cầm bảo này, không sao, em cứ xoay đi em. Nhớ mình ngoáy, làm gì làm. Khi mình đã cầm cái kiếm lên rồi đó, là mình phải chém, phải không? Mà mấy em chém, anh nói cho em nghe, chém là phải chém cho đúng ha. Đó, cầm cái dũa là cái dũa nó cũng là một cái kiếm của mình, phải không? Mình cầm là mình chém tới đâu là phải đúng tới đó. Đó. Chứ không có chém đại nha. Đấy. Rồi. Sư phụ cứ nói, như vậy hoài làm sao chịu nổi đây. Mary, anh nói mà, anh dạy chính xác luôn, anh dạy không có sai một chút xíu nào hết á. Anh dạy cho mà để tìm ra cái u á, hiểu không? Cái u nhất của một chỗ á. Anh nói rồi, con rùa đẹp cái nhờ cái mu. Móng tay đẹp nhờ cái u. À, mà cái u rất lợi hại, mấy em biết không? Cái u đó nó sẽ làm cho cái móng mình nó không bị gãy. Nè. Mà nhìn nó có cái tự nhiên. À. Tại vì mấy em nhiều khi có tật giật mình thôi. Anh khỏe Thảo, anh khỏe, em khỏe, Thảo. Làm cách nào cầm không run tay hả anh ơi?
Em cầm khuôn tay hả? Một ngày em ăn 1 ký chân gà và uống vài ly cà phê đen vô thì tay của em sẽ không rung nữa nha. Đó là bí quyết ông bà để lại đó, nó theo ông mới nói là làm ăn rung chim rớt rồi đó, bí quyết ông bà để lại ha. Ăn nhiều chân gà và uống nhiều cà phê đen vô thì nó hết rung nha. Đó. Thấy chưa? Anh ở đâu vậy anh? Hưng anh ở với Florida em. À, khỏe không em? Lâu quá rồi không gặp em. Giờ sao đây? Muốn gặp làm sao đây? À. Nè, vúa cho nó tròn này không? Mấy bạn thấy không? Mấy anh chị thấy không? Mấy em thấy không? À. Làm gì làm? Mấy em vúa sao? Vúa anh không có cần biết. Mấy em vúa làm sao? Làm gì làm vẫn phải để lại cái u. À, em vúa mà em bị mất cái u á là nó không đẹp nha. Anh nói em rồi, giống như là con rùa người tháo cái mu ra đâu có đẹp đâu. Thành giống là nó nhìn đâu thành nhìn con rùa nữa đâu, thì móng tay của mình cũng vậy nữa. Móng tay bây giờ móng đang có cái móng giờ tháo ra đâu có đẹp nữa đâu. Mà quan trọng là phải có cái u. Cái u nằm ở đâu là mình phải biết cái u nằm ở đâu, cái u là nằm ở điểm cao nhất, là cái u nằm ngay chỗ này là cái chỗ cao nhất này. Đó. I'm running very very about maybe I'm doing about maybe 7,000 RPM. Very not, it's not that fast at all. It's pretty slow. You can see not that fast at all. Hello Hùng Anh. Hello, quan trọng lắm mà. Đúng rồi, quan quan em phải là rất là quan trọng. Làm nail phải có cái u. Không có cái u là không đẹp nha. Thấy thầy mấy anh về spoken anh. Ở tháng mấy hả? Tháng 8. Tháng 8 anh sẽ có mặt. Hình như là tháng 9 chứ, anh không nhớ. Nhưng mà tháng 8, tháng 9 là anh sẽ có mặt ở spoken nha. Anh có schedule rồi, anh lên schedule luôn rồi. Hình như là tháng 9 đó. Là anh sẽ về spoken nha. Mấy em chú ý nhớ là đừng có mất cơ hội nha. Anh chỉ về đó có 2 ngày thôi. À, tuần tới là anh đi Utah. Sau khi Utah là anh trở lại, anh lại phải trở lại thêm Atlanta thêm một lần nữa nha. Trước khi anh đi Las Vegas. Thì có những em nào mà ở Utah, những em nào ở Las Vegas, những em nào ở Atlanta, thì hai cái số kế tiếp của anh là cái số kế tiếp là cái số Utah. Sau khi Utah anh sẽ đi về Atlanta lại nha. Thì mấy em nào mà ở Atlanta, Mary, em Mary có gặp được không? Đúng là sư phụ nêu vũ thần tốc luôn. Hello Mai, hello, anh dạy form vuông tròn hai cạnh anh ơi. Cái này là anh làm anh, cái này là anh dạy form đây, nhưng mà cái form này là cái form anh làm xếp nó hơi có phần nha. Đó. Tháng 9 lạnh rồi anh ơi. Ô vậy đó hả? Ô vậy tháng lạnh nhưng mà nó lạnh chưa có lạnh, anh nghĩ là chưa có lạnh lắm đâu. Nó hơi hơi thôi à. Anh nghĩ mà nó hơi hơi lạnh như vậy là chắc cũng good, tại vì đừng có lạnh quá. Lạnh quá là sẽ bị rung chim. Nè, thì đâm ra là sợ nhất là lúc lạnh quá. À, nhưng mà tháng 9 thì anh nghĩ chưa đâu, tháng 9 là ok, hơi mát mát rồi. Lúc đó giống em ta. Nè, sau đó mình đi tròn lại ha. Sau khi mình ôm lên xong rồi mình sẽ làm một cái bông. Có thể là mình thử như này. Mình hồi xưa đến nay mình chưa bao giờ làm hoa orchid đúng không? Mấy bạn muốn coi cái bông tree orchid không? Form này đẹp quá. Em thích. Helen Trần thích không em? Làm form lúc nào cũng thích đấy, làm form nó tóm tóm lại. Mấy em có coi qua cái bông orchid chưa? Có thể là ngày hôm nay anh sẽ làm một cái bông anh làm một cái bông orchid nhé. Lâu lắm anh nói đúng ra anh không có chưa làm. Nhưng mà anh sẽ làm. Vì anh vậy thôi, hù anh vậy thôi. Hello Phong Đoàn. Trời hù anh. Anh đã nói cho em nghe, em hù rồi, lộn rồi. Tại vì anh á là nói thiệt luôn á, anh giỏi lắm. Không có sợ lạnh đâu. Anh còn thanh niên mà đâu có sợ lạnh. Hả? Thanh niên đâu có sợ lạnh đâu. Trừ nào mà. Già già. Giống như Tammy mới sợ lạnh chứ. Anh thanh niên mà khỏe re, không biết lạnh là gì đâu. Ừ.
Muốn xem bông bông đó, ok. Hân anh sẽ soạn, anh làm bông orchid nha. Mấy em chuẩn bị từ xưa nay anh chưa bao giờ hướng dẫn làm bông orchid đó, đây là lần đầu tiên nha. Nhớ theo dõi cái bông orchid của anh. Lơ mơ đã làm con, anh làm luôn con chim đứng kế bên cái bông orchid đó đó. mấy em muốn quay chim không? Em nào muốn quay chim giơ tay lên. Là anh sẽ đứng lên anh biểu diễn cho mấy em coi làm một con chim, chim cánh cụt nha, chim không có cánh mà cũng chẳng có lông. Các người ủng hộ anh hết mình kìa. Muốn xem bông đó. Không đoàn ha, không đoàn, em muốn xem chim cánh cụt hả? Rồi, mình vừa xếp cho thẳng lại là mình bóp phờ, mình cho gel lên, mình cho khách rửa tay, sau khi rửa tay trở lại. Đây mình sẽ làm một cái bông gì đó, bông orchid nha. Orchid thì mình, đây mình sẽ làm cái màu solid 24. Rồi đây mình sẽ dùng cái màu có thể là màu hồng ở bên trong, hay là bông orchid màu trắng. Nó sẽ chơi cái cánh cửa màu khác nha. Mà chim có râu. Hello anh ơi, dạy dũa form này tròn nhiều cạnh với. Cái này là anh làm sếp coffee nha. Rồi, sau đó là anh buffer đây nè. Đây. Khi anh bóp phở tay khách, anh cho khách đi rửa tay, khi trở lại bắt đầu mới làm bông lên nha. Có phiền set đẹp quá anh. Cái này có phiền này nó hơi bự bự xíu, nó không nhỏ lắm, nhưng mà có phiền này thì anh làm bằng, anh làm cái set này là anh làm bằng anh làm bằng gì đó, anh làm bằng form. Okay, wash your hand for me. Come back, we do some. Anh đang làm thằng này, anh chưa bao giờ làm qua lần nào hết, anh thử này. Không biết cái nó có được hay không, ok thử nha mấy bạn, chờ xíu nha. Mình sẽ vẽ một vài đường. Number one, có phần xếp đẹp quá, number one. Rồi, cảm ơn em nhiều. Mấy em chú ý, anh đang... Ok. Rồi anh sẽ làm cái bông, dùng cái bông mà anh sẽ làm dòng cái màu màu trắng nha, 24 nha. The soup. You know the what kind of soup is
Đây mình sẽ dùng cái màu này để mình làm cái bông mấy bông orchid cho mấy bạn coi nha. Acholim, hello, hello Robin Raw. Okay, I'm about to do my 3D flowers. Yeah, I'm gonna do an orchid. I'm gonna do an orchid for you guys. Robin, hello. Hey. Rồi, chờ đi bạn, khách, cô khách của anh đi rửa tay rồi. Còn trước khi làm bông thì anh phải sẽ anh phải sơn gel lên đấy chứ. Sơn gel trước khi làm bông. He ran it with the tip, okay? Yeah, he did. Thank you. Thank you. You have a nice night. Yep. We have been. Yes, I got married. Okay. Okay. Changed it up. Ooh, yeah. Ok, sau đó mình sẽ dùng cái chai gel, trước hết mình sẽ dùng cái chai gel trước nha mấy bạn và mấy anh chị. Rồi mình mới làm cái bông sau. Ok, mấy bạn chờ một chút xíu. Đây mình sẽ muốn được lấy cái màu này mình làm. Ai, tính làm kiểu này xíu coi nó ra sao đây nè bà con ơi. Đây. Này phải dùng alcohol. Cái này mình làm theo kiểu này nó ra không? Okay. Sơ qua vậy thôi, bắt đầu mình mới bỏ lên cái này lên. Bỏ top gel lên mà này nó chưa có đủ, nó có nhiều cái nét mình cần nó đậm xíu nữa. Nó loan ra vậy đó, không có đậm lên ha. Lên cộng vô chưa? Chưa cộng. Cộng vô đây luôn nha bà Linh. Cho nó vang là từ từ, không muốn nó... Ok. Như đó đủ rồi, không cần nhiều. Sau đó mình vuốt cái... Vuốt cái gel lên nha. Rồi sau này mình cái bên đây mình sẽ bỏ cái giày lên. Bye bye. 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 Bye bye.
Đấy, sau đó mấy bạn bỏ vô đeo đèn khoảng chừng 5 60 second nha, 60 giây. Mình cho nó 60 giây rồi bắt đầu mình mới rồi 60 giây qua bên đây. Sao mà rớt rồi, các em mấy bạn thấy không, cho nó tra xíu nha. À, mấy bạn thấy không, cho nó loang 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 ra vậy đi ha, cho nó khô mình mới cho thằng này lên, lát nữa mình làm cái bông rồi đó. Bỏ gel lên nha. Sau khi mình đó, sau khi mình bỏ hết rồi mình bỏ vô đèn khoảng chừng mấy bạn bỏ vô đèn khoảng chừng 60 giây nha mấy bạn. Các bạn thấy nó ra cái bo này cũng là đẹp ha. Rồi mấy bạn trước khi bỏ vô đèn mấy bạn vuốt nó đi, tại vì nhiều khi nó làm mất cái shape của mình đó, gel nó chảy ra đó, mình vuốt trước khi mình bỏ vào đèn, rồi như vậy thì sẽ an toàn hơn cho mấy bạn. Rồi rồi bây giờ mình cắt cái này qua một bên, mình sẽ lấy cái này mình làm cái bông orchid. Nó đúng ra mình lâu quá rồi mình không có làm cái bông orchid như thế nào. Mình quên cha nó rồi. Ok, inbox cho mình để xem được cái video của shop nhé. Ở về đây Yên Bình inbox cho anh đi, anh trả lời cho, chứ anh không có nhớ ai và ai đâu, em nhớ inbox cho anh thôi. Ok, mấy em cần cái gì thì cứ inbox cho anh thẳng vào đó, và khi anh sẽ từ từ anh trả lời cho mấy em. Nè mấy em thấy cho mình xong rồi nó khô rồi đúng không? À đó, thấy cái này nó ra như vậy à, nó khô rồi. Bây giờ Quyên Lưu, top gel của Chi Sầu Sơn và Deep OK. Anh David, em thử vài loại top cấu vẫn bị chóc, nhưng từng phải Sầu Sơn cho Deep OK không anh David? Đấy và top OK em. OK em cứ sơn base và top là no problem nha. Let me see. Ok, chờ anh chút xíu. Các bạn chờ chút xíu nha. I wanna see. Ok, ok. Các bạn nha, mình sẽ làm một cái bông orchid. Mình không có nhớ nó như thế nào. Bây giờ orchid thường thường nó có cái ngay đây. Ok. Sau đó mấy bạn nhớ cái tay này lên nè. Ok, mình nhìn coi nha, coi kỹ nha. Ok. Đây, okay. Mình đi một bên xong, mấy bạn đi thêm một bên nữa.
thì cái bên này nó sẽ ra, nó đi từ trong đây này, anh nghĩ nó đi, đúng rồi, anh nghĩ đi đây này, và nó sẽ đẩy lên trên, nghĩa là đưa lên trên. À, rồi sau đó em mới đẩy nó ra ngoài. Thank you, bye bye, see you next time. Master Luego. See you soon. Thank you. Không, chăm lọc. Chăm lọc là ai? Rồi, quát mấy đồng. Quát mấy đồng. Yes. Nhìn cục nữa này, lên cục lên đi lên lại nha, tại vì nè, đẩy nó lên nhé, đẩy nó lên này không, okay. Mình sẽ qua bên đây nha mấy bạn. Không biết cô để dành cho nó chín ăn ngon không cô? Let's have gel. We do have that, that color. The gel, yeah. À, từ từ nó cũng ra thu. Bye, careful choice. Spray your hand too. You want to spray your? Okay, all right. Thank you. See you next 3 weeks. Đó, đẩy nó xuống vậy nha mấy bạn. Này lên trên. Rồi sau đó mấy em cho nó có một cái, nó có hai cánh ở khúc dưới nữa. Anh nhớ là cái bông orchid nó có hai cánh dưới đây nữa nè. Đó, thấy không? Đẩy nó xuống đây. Chờ nó vừa mình tránh nó ra thêm một lần nữa nè. Có thấy cũng vậy không? Có to teo hả? Có thấy cũng vậy to teo hả? Đây, đẩy nó ra nè. She was just in a dance competition and got high gold. For her solo dance. Ok, bây giờ mình sẽ cho nó một cái cái bông này là nó sẽ có cái thằng cái thằng này là nó sẽ cho cái này là ngay giữa, nhưng mà nó phải có hai màu mới được. Đây, hai màu này nha. Nè, bạn thấy cục này đây, cục xanh ở giữa, sẽ thả cục này ngay đây nè. Đó, bạn thấy không, thả cục đó ngay đó, thấy chưa? Ờ, bye bye nè. Chờ khi đó mình chưa nó vào giữa này nè, cái mình mới canh me khúc này, nó vừa ấy mới được, mình mới ngoáy vô trong được này. Nó cái bông này nó phải có một cái cục này ngay đây này, nó là mình thả nó la lòng xuống dưới này. Đó, mấy bạn thấy chưa? Ok, cái bông orchid là như vậy đó, nó sẽ đưa thằng này đưa vào đây nè, toàn là đây. À, mấy bạn thấy sao? Đó. Thank you.
Ok, bây giờ là như vậy. Mình cần cái nhánh. Cái bông của mình, thường thường cái cây này nó có cái nhánh, nó hay có cái orchid thì nó có cái nhánh nó chạy thôi. Thấy không? Em thấy không? Mình có cái nhánh mình chạy theo cái Ok, các bạn thấy chưa? Nó giống như một cái nhánh nó chạy vậy đó. Ok. Sau khi đó mình cho thêm cái nhánh nó đi này nữa. Lần đầu tiên làm cái bông bông gì đó, bông orchid chưa có đẹp cho lắm, nó không có đều cho lắm, nhưng mà nó ok đây đó, một cái bông ở bên đó rồi qua bên đây mình sẽ không làm cái bông đó nữa, tại vì cái bông đó mình làm mình thấy không có đẹp. Giờ mình làm bông này nha. Lấy hai màu nha. Cái màu trắng và cái màu này mình để cho nó khô, từ từ nó nằm xuống mình mới đẩy nó ra nha. Ok, sau đó nó được rồi đó, rồi mình đẩy nó này. Ok. Nằm sát xuống nha. Đây. Trắng này. Hồng này, thấy không? Chờ cho nó vừa đủ chín mùi mình canh me mình mới đẩy nó ra. Nó lan ra đi. Đó. Nó lan là ok, bây giờ mình đẩy nó ra nè. Nâu nó ra, đẩy nó ra, kéo nó xuống. Ok, trắng nè, hồng lại nữa nè. Ok, cho cục ngay giữa đi. Từ từ mình canh me nha. Vừa đủ được là mình đẩy nó liền. Đó. Đẩy nó ra hai bên rồi xoay nó lại coi tới đâu rồi, trở lại thêm chút xíu nữa, bỏ bột hồng lên nữa, thấm xuống cái khăn, thả nó qua đây. Đó. À, mấy bạn thấy chưa? Mình cứ chờ nha, mình canh nó đi, mình vừa canh vừa được là mình đẩy nó nè. Cái mà làm bông BD này nó có cái như vậy nè. Nhiều khi muốn làm á là mình phải có một chút xíu patient. Tại vì á là nếu mình muốn làm gấp á, mình đi về á khó lắm. Tại vì nó không có đẹp. Cái thời gian nó phải vừa đủ để cho cục bột nó chín. Ha. Thì cục bột nó chín mình mới làm, mình mới xoay, mình mới đẩy thì nó mới ra bông của mình, nó mới đẹp. Mấy em thấy không, nhớ là như vậy. Đó. Mà cái nó ra nữa, không nó đẩy nó ra này đó.
Cho nó ra ngay giữa ha. Nó vậy được rồi, không muốn cho nó ra nhiều, nó ra nhiều nó bị ấy. Ra nhiều nó bị Wow, cho cái lá xanh vào ngay góc này nha. Mấy bạn thấy chưa, cái lá xanh dễ thương nha. Xanh trắng đúng không? Đưa nó vào này ha. Trắng, xanh, đưa nó vô đây. Hello Lý Thanh Trần, hello em. Anh dùng mấy cái màu này là những cái màu là những cái màu mới ra, màu salad. Anh làm những cái bông, anh làm cái bông này, cái bông này là đẩy nó vào giống như vậy ha. Mình sẽ clean sạch sạch khúc này đi, đừng có để cho nó dính lại khúc này. Và sau đó mình sẽ tiếp tục, mình cho thêm một em nữa. Ok. Cũng là xanh luôn. Thấm xuống khăn chút xíu, mình thả em vô góc thứ ba. Mình cho nó đi một vòng cho nó tới nơi tới chốn luôn nha. Hello Lan Nguyễn em. Lý Lan, mấy em khỏe không? Nè, bây giờ anh sẽ đẩy này vô này, đẩy vô sát cho đây này không? Đó, rồi vuốt nó ra này không? Đó. Từ từ nhẹ nhẹ vuốt xuống. Nó bắt đầu mình mới đẩy những cái góc này hai bên ra nè ha. Đó. Đấy, xong rồi. Sao mấy em thấy sao? Bông mình mới làm xong. Bao nhiêu tiền làm một bộ móng vậy anh? Tùy theo vùng á, mỗi một vùng nó khác nhau. Đây, sau đó là mình, ủa, ở đây đúng rồi, rồi mình cắt hết các nhà. Rồi bây giờ mấy em coi nè, anh sẽ lật ngược lại cho mấy em thấy. Cái bông là cái bông tôi đi ở trên á, là mình làm là mình xong luôn nha mấy em và mấy bạn. Cái là mình làm xong là mình không có, mình không có mình làm xong là mình không có bỏ cái gì lên trên hết á, mình bỏ gì lên trên là nó làm cho cái bông của mình nó bị mờ đi, hư đi nha. Thì đâm ra là cái khi mà mình đã bỏ thớp gel lên xong rồi đó là mình đã hoàn toàn mình finish. Mình chưa khô cái bông cái nó hoàn toàn nó finish rồi, có nghĩa là nó không có cần bỏ thêm một cái thứ gì khác nữa. Mình bỏ cái gì thêm vô nữa là nó cũng không có đúng và nó sẽ làm hư cái bông 3D của mình ra nha mấy bạn. Rồi đây mình bỏ này qua một bên rồi đã cho mấy bạn thấy. Ok, mấy bạn coi đây. Rồi mấy em thấy không? Coi như là ăn xong nha. Coi như là ăn xong nha. Anh có một cái bông orchid. Anh làm một cái bông orchid, một cái bông hồng. Rồi bây giờ mình lật ngược lại như vậy thì mình thấy cái bông orchid nó sẽ đẹp hơn. Đây, đây, đó, như vậy mình sẽ thấy cái bông orchid nó rõ hơn, là cái bông orchid nó nằm gì đúng hơn. Đó, hai cái bông ha, một cái bông hồng và một cái bông bông hoa lan.
à, một bộ móng tay làm on ombrain trên cái sculpture nail ha, có đầy đủ chỗ u nha mấy bạn, nó u ra u nha, mu ra mu nha, cái nào ra cái đó nha, không có không có bị lộn xộn nha. Ok thôi bây giờ và anh sẽ out nha mấy em, cảm ơn mấy em đã theo dõi. À, cuối tuần này sẽ hẹn gặp lại tất cả các bạn ở bên Utah, à, tiểu bang Utah là Salt Lake City Utah đó, để mình sẽ qua bên đó làm live 2 ngày bên đó. Thôi bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi, thanks everyone for watching and I will see you guys this weekend in Utah, okay? You will see more live for me. Ok, cảm ơn mấy em, chào tất cả mọi người, tình nhận đời, hello chào mấy em nha, cảm ơn mấy em, bye bye.